Chào các bạn, mình là khoa học nhà nước Suki. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về ngữ pháp của bài số 34. Cấu trúc ngữ pháp đầu tiên của bài số 34 đó là chúng ta thực hiện một cái hành động thứ hai theo cái vế thứ nhất. Theo vế thứ nhất, vế 1, cấu trúc của nó là vế 1, sau đó cộng với ori và hành động. Hai, tức là chúng ta thực hiện cái hành động thứ hai này theo cái vế thứ nhất này. Cái vế thứ nhất này thì nếu như là hành động thì chúng ta sẽ để ở dạng vế lực và phản vê tả. Vê lự khi mà cái hành động ở vế 1 này chưa xảy ra, còn vê tả khi mà hành động vế 1 đã xảy ra. Rồi, nếu như trường hợp mà vế 1 nó là một cái danh từ thì chúng ta cộng với no và tất cả ta cộng với thôi đi. Thôi đi ní. Đó. Cấu trúc như vậy. Vế 1 này, thôi đi ní và sau đó là hành động 2. Nếu vế 1 là hành động thì ta để dạng vê lự hoặc là vê tả. Vê lự khi mà hành động của vế 1 chưa xảy ra, vê tả khi đã xảy ra. Còn nếu như vế 1 là danh từ thì ta sẽ cộng với no vào. Và sau đó ta cộng với thố đi ní vê 2. Đó, ví dụ hãy viết theo tôi nói. Theo tôi sẽ nói đi. Hãy viết theo tôi sẽ nói. Hãy viết theo những điều tôi sẽ nói. Vậy thì hành động thứ hai, hành động thực hiện, hành động theo đó là hành động hãy viết, đúng không? Hãy viết chính là vế 2. Có lẽ một là tôi sẽ nói, vế 1. Trong câu này thì là cái hành động hãy viết là hành động chính, còn hành động tôi sẽ nói là hành động phụ. Hành động chính này, ai là người thực hiện hành động chính này nhỉ? Là cái người được yêu cầu, đúng không? Vậy thì còn cái này chỉ là cái câu này thì chỉ là vế phụ thôi. Tôi sẽ nói là vế 1. Vậy thì tôi sẽ nói như bình thường ta viết đó là watashi wa imasu, đúng không? Nhưng mà vì đây là vế phụ mà áp dụng theo công trúc theo cấu trúc đó là ta biến đổi cái vế phụ này về dạng thông thường vế lực thành you. Và ở đây ấy, chủ ngữ của cái này ấy, là chủ ngữ câu phụ nên ta sẽ biến đổi giá thành quá thành gá, thì xin lỗi. Được. Rồi sau đó tất cả ta cộng một thố đi nghĩ và sau đó là viết thì là cái tê cư là sai. Cái tê cư là sai. Hay câu khác. Hãy vẽ lại theo như đã nhìn thấy. Theo như đã thấy đi. Cảnh viết nó hơi một tí nhé. Đó, không cần. Để xóa cái này đi. Theo như đã thấy. Vế 2 là vế hành động làm theo, đó là hành động mà đây là vế 2, hành động làm theo. Còn hành động vế 1 đó là thấy, đúng không? Đã thấy, đây là vế 1. Ở đây chủ ngữ đã thấy tức là cái người nghe, hoặc là cái người mà được nghe câu nói này.
cái người mà làm thực hiện hành động này, đúng không? Phế một là đã thấy đó là mi và, đúng không? Mi master mà. Bây giờ ta chuyển theo cấu trúc làm theo thì ta chuyển phế một sang dạng thể động từ thể vê tả, sau đó cộng với thố đi, bởi vì cái hành động đấy đã xảy ra rồi. Thố đi lý, và sau đó là vế hai. Vế hai đây là vẽ cái tê là sao. Hãy vẽ lại theo như là thế. Rồi trường hợp nếu như mà cái vế một nó là một danh từ thì sao? Trường hợp nếu như vế một là danh từ ấy thì ta lại cộng vì no vào. Ví dụ như thế này, tôi đã đi theo mũi tên. Hành động làm theo đâu? Đó là hành động đi theo, đúng không? Còn cái mà đi theo là mũi tên. Mũi tên thì là giả di đưa si. Giả di đưa si. Mũi tên thì là danh từ. Giả di đưa si cộng với đô. Và sau đó cộng với thô đi đi. Vế 2 thì là đã đi. Ikimashita. Tôi đã đi theo mũi tên. Yari tsushi no tori ni ikimashita. Vậy thì vừa rồi thầy đã hướng dẫn cho các bạn về ngữ pháp của bài, của cấu trúc, đó là thực hiện hành động thứ hai theo vế một. Vế 1 nếu như hành động thì ta để dạng vế lự hoặc là vế tải, tức là để động từ chính của cái câu ở vế 1 sang dạng vế lự, vế tải. Để dạng vế lự khi mà hành động ở vế 1 nó chưa xảy ra, còn để vế tải khi mà hành động nó đã xảy ra. Còn nếu như mà vế 1 nó là danh từ thì chúng ta cộng với no vào. Và có một cái chú ý như thế này, đó là với trường hợp mà vế 1 là danh từ thì bình thường thì cấu trúc đó là danh từ cộng với no, đúng không? Sau đó cộng với thố đi lý, sau đó là vế hai. Nhưng người ta cũng có thể viết được bằng cách này, đó là ta bỏ no đi, ta bỏ cái no đi, và khi bỏ no như thế này thì ta sẽ phải thêm tiền tiền vào cái chữ thô này để tạo thành đô đô đi lý và vế hai. Đó, cái này là văn. À, chúng ta có thể biến đổi như này nhé. Với trường hợp vế 1 là danh từ thì ta có thể bỏ no đi và thêm tiền tệ vào tô để thành đô. Rồi. Tiếp theo nữa là cấu trúc số 2. Cấu trúc số 2 ấy, đó là chúng ta thực hiện hành động thứ hai sau khi cái hành động thứ nhất đã kết thúc. À, thực hiện hành động thứ hai sau vế 1 đi. Sau vế 1. Thực hiện hành động thứ hai sau vế 1. Đây cấu trúc đây, vế 1 này. Sau đó cộng với át tổ đế. Sau đó là vế 2.
Nếu như vế 1 ấy nó là hành động thì chúng ta sẽ phải để dạng vế tài. Nếu như vế 1 là hành động thì ta phải để dạng vế tài. Nếu như vế 1 nó là danh từ thì ta sẽ phải cộng với no. Đấy. Thực hiện hành động thứ hai sau vế 1. Rồi, thầy xóa nhé. Ví dụ. Sau khi ăn cơm, tôi đọc báo. Đúng không? Thì hành động thứ hai đâu ạ? Là hành động đọc báo, đúng không? Còn hành động V1 chính là ăn cơm. Vậy ăn cơm là go hàng phố ở Demas. Áp dụng một công thức và chúng ta sẽ phải biến đổi từ sang V tài. Hà V tài. Tiếp theo là ta cộng với áp tổ đế. Phải một cái V2. V2 là đọc báo. Xin đường phố dùng Demas. Sau ăn cơm thì tôi đọc báo, sau khi ăn cơm thì tôi đọc báo. Đây là trường hợp mà vế 1 nó là hành động. Tiếp theo, trường hợp mà vế 1 nó là danh từ thì sao? Ví dụ như thế này. Sau buổi hòa nhạc, sau buổi hòa nhạc thì tôi xem phim. Tôi xem phim. Hành động V2 là hành động, và hành động thứ hai là hành động xem phim. Hành động ở V1 đó là ở V1 đó là buổi hòa nhạc. Buổi hòa nhạc thì là côn sao tổ, đây là một danh từ. Do vậy, đối với danh từ thì ta phải cùng với no. Côn sao tổ no. Hát tổ đế. Xem phim là e gà ố vi mas. Egao mimas. Sau buổi hòa nhạc, tôi xem phim. Konsato no ato de egao mimas. Hoặc là câu này, sau khi kết thúc công việc hay sau khi xong việc. Sau khi xong việc thì đi uống bia đi. Uống bia đi. Đây là một câu hô hào đúng không? Uống bia đi. Thì ở đây này, chúng ta không cần phải biết, chúng ta không cần phải viết. Ví dụ như là xong kết thúc thì là Uarimasu đúng không? Nếu bình thường thì là cấu trúc của cái động từ xong việc đó là Uarimasu. Uarimasu ta, đúng không? Vậy thì bình thường sẽ là Shingoto. Là Uwatta Ato. Đúng không? Uwatta Ato. Đấy. Em chấm chấm mi đi gỗ. Một mi ma sổ. Nếu bình thường viết như này thì Shimoto ga Uwatta no Ato de mi đi gỗ no mi ma sổ. Nhưng người ta cũng có thể viết như thế này luôn. Đó là Shimoto. Và sau đó cộng từ chi tiết no ato de. Và sau đó cộng với cái này luôn. Nó vẫn đồng nghĩa với cái trên này. Tức là khi mà dịch theo tiếng Việt ấy, thì ta vẫn dịch này. Lúc này chúng ta không dịch là sau công việc, mà ta dịch là sau khi xong việc nhé. Dịch làm sao cho nó thuận nghĩa thôi. Rồi. Vậy thì thầy vừa hướng dẫn cho các bạn được hai cấu trúc. Đó là thực hiện hành động thứ hai. Cấu trúc số 1 là thực hiện hành động 2.
Hành động thứ hai ở cấu trúc số 1 đó là theo vế 1. Theo vế 1 đúng không? Còn ở cấu trúc số 2 đó là sau vế 1. Đúng không? Với cấu trúc theo vế 1 này thì nếu như vế 1 nó là hành động thì ta để động từ chính của cái vế 1 ấy. Động từ chính nằm ở cuối cùng nhé. Động từ chính nằm ở động từ chính của vế 1 ở dạng vế đựng hoặc là vế tả. Vế đựng khi mà hành động vế 1 chưa xảy ra, vế tả khi hành động vế 1 đã xảy ra. Tiếp theo nữa, đó là cấu trúc đó là thực hiện hành động thứ hai sau vế 1. Thì trường hợp mà vế 1 đó là hành động thì ta phải để động từ chính sang vế tả. Còn nếu như là danh từ thì ta phải không phải no. Rồi, tiếp theo nữa. Mẫu câu số 3 đó là ta thực hiện một cái hành động phụ kèm theo hành động chính. Đối với cấu trúc mà hành động phụ kèm theo một cái hành động chính ấy, thì hành động phụ ta sẽ chuyển sang thể T. Hành động phụ thì thầy gọi là hành động 1 nhé. Ta chuyển sang dạng T. Và sau đó ta cộng trực tiếp với hành động chính luôn. Cộng trực tiếp nhé, không có phẩy, không có gì cả. Hành động chính. Đây là trường hợp mà chúng ta thử hành động phụ kèm theo. Nhưng mà trường hợp mà không thực hiện hành động phụ thì ta cũng vẫn viết vào. Tức là ta làm cái hành động chính này mà ta không làm cái hành động phụ. Thì với trường hợp mà không làm cái hành động phụ ấy thì ta chuyển cái hành động phụ sang dạng V-Line để và sau đó là cộng trực tiếp với hành động chính. Tức là làm cái hành động chính. Trường hợp số 1 thì ta định là làm hành động chính. Cùng với hành động 1. Hành động phụ. Còn cái này thì là làm hành động chính mà không làm hành động phụ. Ví dụ như thế này, có vẻ như phụ với chính hơi khó nhỉ. Cái hành động phụ, hành động chính là gì, hành động phụ là gì, thầy giải thích nhé. Hành động phụ là cái hành động mà tiến hành để trợ giúp cho cái hành động chính này. Ví dụ thầy đeo kính. Đeo kính để làm gì? Đeo kính để đọc sách chẳng hạn, đúng không? Thì hành động chính ở đây là đọc sách. Còn hành động phụ kèm theo đó là hành động đeo kính. Hay như thế này, chấm xì dầu rồi ăn. Hành động chính ở đây là hành động ăn. Còn hành động phụ chỉ là, hành động phụ là chấm xì dầu. Chấm xì dầu để làm gì? Để ăn, đúng không? Vậy thì hành động chính ở đây là để ăn. Rồi, ví dụ nhé, tôi chấm xì dầu rồi ăn. Tôi chấm xì dầu rồi ăn. Và câu này, tôi ăn mà không chấm xì dầu. Đó, câu này. Thì ở cái câu này, hành động chính đều là ăn cả. Tuy nhiên ở câu số 1 đó là chúng ta thực hiện cái hành động phụ. Vậy thì với câu mà thực hiện hành động phụ ấy, thì chúng ta sẽ phải chuyển câu này, chuyển hành động phụ này sang dạng T đúng không? Chấm xì dầu này, soyuを skemas. À, skemas thì chuyển sang thể T, skt. À, không có gì cả nhé, cộng trực tiếp thôi, không phải đâu. Chấm xì dầu, rồi ăn, ăn thì là và bế. Mas. Tôi chấm chỉ dầu rồi ăn. Đấy, câu này đúng không? Chúng ta thực hiện hành động phụ. Còn câu thứ hai, tôi ăn mà không chấm xì dầu. Hành động chính thì ta vẫn đặt ở cuối rồi, tại vì mas. Còn hành động phụ ở đây là chấm xì dầu. Nhưng chúng ta có thực hiện hành động phụ này không? Không, do vậy thì ta phải chuyển cái hành động phụ này sang dạng V-Line sau đó, V-Đế. Show you
phố sử kê nai đế sử kê nai đế tại vì mất hơi khó nhìn nha. Shoyu sử kê nai đế tại vì mất tôi ăn mà không chấm xì dầu. Hay câu khác, hay câu khác, tôi tắt đèn rồi ngủ. Và câu này, tôi ngủ mà không tắt đèn. Ở trong cả hai câu này thì hành động chính là hành động ngủ. Ở câu thứ nhất thì là cái hành động phụ đó là hành động tắt đèn, đúng không? Hành động tắt đèn này có thực hiện không ạ? Có, do vậy thì ta để hành động phụ này ở dạng VT. Sau đó là cộng trực tiếp với động từ ngủ. Còn ở hành động thứ hai thì hành động phụ ta có thực hiện không? Ta không thực hiện hành động phụ, đúng không? Do vậy thì ta phải chuyển cái hành động phụ này sang dạng V này đế, rồi sau đó là cộng với động từ ngủ nhé. Rồi các bạn tự viết cái này nhé. Tiếp theo một câu số 4 đó là không làm hành động này mà làm hành động kia. Ở câu này thì ta giống hệt như là cái cấu trúc mà ta thực hiện hành động chính mà không làm hành động phụ. Cũng là với trường hợp mà với cái hành động mà không làm ý, thì ta để ở dạng gọi là V1 thì gọi là V1 nhé. Thì thầy để cái này ở dạng V9 vì không làm mà sau đó cộng với đế. Nhưng mà ở đây nó khác biệt so với một câu đó là thực hiện hành động chính mà không thực hiện hành động phụ ở chỗ. Đó là giữa cái hành động thứ nhất và hành động thứ hai ý, nó có sự ngăn cách bởi dấu phẩy. Được chưa? Đây là V2. Tức là làm V2 mà không làm V1 hay là không làm V1 mà làm V2 đều nghĩa bằng nghĩa như vậy. Ví dụ. Và trong cái câu này ấy, thì chúng ta không biết được đâu là hành động chính, đâu là hành động phụ. Bởi vì hai cái hành động này nó tương đương nhau. Ví dụ không đi học, tôi không đến trường mà ở nhà đọc sách. Thì hai hành động này nó tương đương nhau đúng không? Không cái nào trụ phụ và không cái nào chính cả. Đến trường thì là gặp cô ấy ikimasu. Vì không đến trường nên ta phải chuyển sang dạng về này đúng không? Ikanai để tiếp theo ta phải một cái đúng không? Để ngăn cách rằng đây là hai hành động khác nhau. Tiếp theo là vế 2 thì là đọc sách từ chi để không ố hiểu bị mất. Tôi không đến trường mà ở nhà đọc sách. Gặp cô ấy ikanai để từ chi để không ố hiểu bị mất. Rồi các bạn câu này nhé.
Tôi không dùng thang máy mà dùng cầu thang bộ. Tôi không dùng thang máy mà dùng thang bộ. Hoặc là câu này. Tôi không làm việc mà đi chơi. Tôi không làm việc mà đi chơi. Vậy thì ở đây thì muốn nhắc lại một chút nữa, đó là về dạng đi hành động chính mà đi kèm với hành động phụ. Mà đi kèm với hành động phụ. Trường hợp mà hành động phụ này ta không thực hiện, hành động phụ nhé. Trường hợp mà hành động phụ này ta không thực hiện thì ta để dạng bên này đi. Sau đó cộng với hành động chính luôn. Được chưa? Hành động chính nhé. Tức là ở giữa này nó không có cái điểm ngắt quá. Thì ta hiểu đây là thực hiện hành động chính mà không thực hiện hành động phụ. Còn đối với một câu mà không làm cái này mà làm cái kia, thì ta có hành động thứ nhất ta để ở dạng V2 cũng giống hệt như thế này thôi. Tuy nhiên ở giữa hai hành động này nó có dấu phẩy. Do vậy khi mà nhìn thấy một câu mà ở giữa hai hành động thứ nhất, hành động thứ hai có dấu phẩy thì ta hiểu đây là không làm với một mà làm với hai. Còn trong một câu tiếng Nhật mà giữa với cái hành động thứ nhất và hành động thứ hai nó không nối trực tiếp, nó không có gì cả, thì em hiểu là thực hiện một hành động chính mà không kèm theo một hành động phụ. Ví dụ như thế này. Đó, ví dụ như thế này, câu này. Mẹ nghe nè ô, cả kê này để hâm ngô dỗ mi mát. Và câu này. Bác sử ní, đồ ra này để phải cứ mà để ikimas. Vậy thì trong hai câu này thì đâu là câu mà không làm cái này mà làm cái kia nhỉ? Câu số 1 hay câu số 2? Câu số 2 đúng không? Tại vì câu số 2 thì ở giữa hành động thứ nhất này và hành động thứ hai được ngăn cách bởi dấu phẩy. Còn câu thứ nhất là câu mà không làm cái hành động chính, à làm hành động chính mà không kèm theo hành động phụ. Hành động phụ ở đây là đeo kính. Đeo kính để làm gì? Để đọc sách. Nhưng chúng ta có đeo không? Không đeo. Do vậy thì chúng ta phải chuyển hành động phụ sang dạng V9 để và sau đó là cộng trực tiếp với hành động chính luôn nhé. Đấy, thì cách phân biệt như vậy. Và đối với cái trường hợp mà chúng ta gặp cái dạng mà hành động thứ nhất ta để dạng V9 đế, sau đó là có thể có phải hoặc không ấy, sau đó là hành động thứ hai ấy, thế mà ta sẽ dịch hành động thứ hai trước nhé. Ví dụ như ở câu này, đó là chúng ta dịch là tôi đọc sách mà không đeo kính. Hoặc câu này, tôi đi bằng ô tô mà không đeo lên xe buýt. Hoặc là tôi không đeo lên xe buýt mà đi bằng ô tô. Nói chung là dịch kiểu gì cũng được nhé. À câu này thì sao? Tôi không đeo kính mà đọc sách. Ừ, cũng được, không sao cả. Thôi kệ, không sao hết nhé. Vậy thì vừa rồi thì thầy đã hướng dẫn cho các bạn về ngữ pháp của bài số 34 rồi. Ở bài 34 thì chúng ta chỉ có học có 3 cấu trúc. Cấu trúc đầu tiên đó là thực hiện hành động thứ hai theo cái vế 1. Vế 1 nếu như là hành động thì ta để ở dạng vế đựng hoặc vế tả. Dùng vế đựng khi mà vế 1 nó chưa xảy ra. Dùng vế tả khi mà vế 1 đã xảy ra rồi. Tiếp theo nữa, cấu trúc số 2 đó là thực hiện hành động thứ hai sau cái vế 1. Nếu như vế 1 nó là hành động thì ta phải để dạng vế tả.
Còn nếu như mà vế 1 nó là danh từ thì ta cộng với cộng với nô vào. Sau đó tất cả ta cộng với át tổ đế vế 2. Tiếp theo nữa, cấu trúc số 3 đó là ta thực hiện cái hành động chính kèm theo cái hành động phụ hoặc là không kèm theo cái hành động phụ. Nếu như kèm theo hành động phụ thì ta phải chuyển cái động từ ở hành động phụ này sang dạng VT và sau đó cộng trực tiếp với hành động chính luôn. Nhớ là cộng trực tiếp nhé, không có phẩy, không gì hết. Còn nếu như chúng ta không thực hiện cái hành động phụ này thì chúng ta phải chuyển nó về dạng V này đấy và sau đó cộng trực tiếp với hành động chính. Câu thứ tư đó là chúng ta không làm cái này mà làm cái kia. Thì nếu như mà cái không làm ấy thì chúng ta để dạng V này đấy và sau đó là phẩy một cái nhé, nhớ là phẩy một cái. Sau đó là hành động thứ hai. Được chưa? Vậy đấy là tất cả những cái cấu trúc của bài số 34. Nếu như có gì mà không hiểu thì các bạn hãy comment xuống phía dưới hoặc là nhắn tin cho mình nhé. Được rồi, xin chào các bạn.